Sáng nay, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam năm 2020 và triển khai nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia như ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, nguyên tắc mục tiêu để tiếp tục xóa bỏ rào cản, tạo môi trường thuận lợi minh bạch thông thoáng cho tất cả các ngành kinh tế, nhất là khu vực tư nhân tham gia các lĩnh vực tiềm năng nói chung và năng lượng nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên đứng thứ 13 về tiêu thụ điện trong cả nước, nên Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hưng Yên cần có giải pháp tích cực hiệu quả để tham mưu lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện tốt chương trình sản xuất, quản lý khai thác và kinh doanh điện có hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích sử dụng năng lượng tiết kiệm, trong đó ưu tiên chú trọng phát triển điện mặt trời áp mái, điện rác, năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng sạch.